Nam mô ta sa bà a ra hà con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Iti biso phagawa a-la-hán Đức Thế Tôn hiệu A-la-hán bởi ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền khiên tật thân và khẩu của ngài đều được trọn lành. Sắm ma sắm Đức Thế Tôn hiệu sắm ma sắm thô bởi ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác tự ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Quýt cha charana sambanno Đức Thế Tôn hiệu quýt cha charana sambanno bởi ngài toàn đắc ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Sugato, Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt, đại niết bàn. Lokavidu, Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu, bởi ngài đã thông suốt ấy. Anuttaro, Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi ngài có đức hạnh không ai. Purisathammasarathi Đức Thế Tôn hiệu Purisathammasarathi bởi ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattadevamanussanam Đức Thế Tôn hiệu Sattadevamanussanam bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddho Đức Thế Tôn hiệu Buddho bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biệt với. Phagavati Đức Thế Tôn hiệu Phagava bởi ngài đã siêu xuất tam giới, nghĩa là ngài không còn luân hồi lại nữa. Natthi me saranang anyam buddho me saranang warang etaina sakkhavacchena chê na hồ tu mê cha gia mặn ga lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Có Đức Phật là quý báu nên con phải lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Soa wa kato phagavata thammo nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Tham mô là pháp thánh có chính hạng bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanh đích thí cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc biết chắc bởi nhờ kiến tánh chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ. Ca cô là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehibasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi có thể ứng hóa cho lanh nhu hi là pháp các hàng trí tuệ nhất là bậc thượng trí được biết được thấy từ nơi tâm. Nati me saranang anang tham mô me saranang warang e te na sắc cha quách chê na hồ tu mê cha gia mặn gá lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu nên con phải lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Subhati bano phagavato sāvaka saṅkho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp.
u chu ba ti ba no pha ra wa tô sa wa ca sang khô an lạc các bậc thân ban đệ tử Phật các ngài đã tu hành chính chắn y theo thành pháp nhà gia ba ti ba no pha ra wa tô sa wa ca sang khô an lạc các bậc thân ban đệ tử Phật các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thông khổ. Sa mi chi ba ti ban no pha ga wa to sa wa ca san kho an là các bậc thân văn đệ tử Phật các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Dạ đi đăng chắc ta ri mu ri sa yu ga ni tăng nếu đến đôi thì có bốn bậc tăng đã đắc đạo quả tu, tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đắc đạo cùng quả a la hàm, a tha bồ đề sa bốc ga la, tăng nếu đến chiếc thì có tám bậc, tăng đã đắc đạo tu quả, tăng đã đắc quả tu đà quả, tăng đã đắc đạo hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo a na hàm, tăng đã đắc quả a na hàm, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la đề sa pha ra wa tô sa wa sang chư thánh ấy là các bậc thân văn đệ tử Phật. A hồ nay vô các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thí ở phương xa đem đến cho những người có giới hạnh. Ba đi vô các ngài đáng thọ lãnh của tinh thí mà họ dành để cho thân quyện cùng bọn bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến cũng cho các ngài. Đắc ký này vô các ngài đáng thọ lãnh của tinh thí tinh lý nhân quả đem đến dân cùng. Anh Chali Karani vô các ngài đã cho chúng sanh lễ bái. Anh Bhutta Munyak Lokasa các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Nati Me Saranang Anh Nhan Sang Me Saranang Qua Rằng Ê Tê Na Sắc Cha Quách Chê Na Hồ Mê Cha Gia Măng Ga Lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báo, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quỳnh đà mi chê thi văn sắp bằng sắp bát thà nề su bát tích thi tăng xà rê rê ca thạp tu ma bồ thiên bụt đà rô bằng Sắc Ca Lăng Xá Đa, con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời giải tọa tượng năm điều quán tượng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lục qua canh tàng, ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng ăn mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến, ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta tỏ quả báo phân minh kết thành. Sắp bê sắp ta á quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đô ca hồn tu bạch gia bạch cha hồn tu á ni ca hồn tu đi ca du ca hồn tu á rô ga hồn tu sâm bạc tì hi sa mít chan tu su khi atta nang ba di haran tu dukkha patta janit dukkha phaya patta janit phaya so khap patta
cha ni so ca hôn tu sắp bê bi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, xin con kính lễ Ngài Trí Đức. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Xin đạo tràng cùng với ta tác bạch để xin thọ kỳ quy giới ạ. U ca sa ma yang phàm tê quy sung quy sung. Rakanatha yati sarane nasaha ban. Chán si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm bi ma dân phàn tê quy sung quy sung. Rạp khan hát thà gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhị, ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sung quy sung. Rạp khá na thà gia ti sa ra nê na sa ha bàn cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ con xin dâng mắt cho Ngài để Ngài truyền quy giới cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư con Thiền Đức Tăng, trong những việc này mà chúng tôi không được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư Meta, chư Nhật Quỳnh, chư Không Nhật, chư Quyến Mộng, chư Chi Lâm, chư Tăng Thu, Diệp Nguyên và chư Duyên. Xin được thay mặt chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng Pháp hội. Bụt đăng sa la nang a cha mi, con em lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa la nang a cha mi, con em lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căng sa la nang a cha mi, con em lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam bi bụt đăng sa la nang a cha mi, con em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô ti yam bi đam mang sa lang ga cha mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam bi sang căng sa lang ga cha mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Đô ti yam bi sang mi, con em hãy lòng thành kính xin quy thứ ba. Đô ti yam bi đam mang sa lang ga cha mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam bi sang căng sa lang ga cha mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thang sa ra nang ga cha mi, con em hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham mạng sa ra nang nhật cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang sa ra nang nhật cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bi bút thang sa ra nang nhật cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm bi tham mạng sa ra nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhị.
đu ti dầm bi sang khăn xa ra đằng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bi bút thăng xa đằng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi thăm mạng xa ra đằng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khang xa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Thì xa rồi nó sẽ hát nâng Pháp rệ phôn nâng Pháp quý tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Phàn tê và xin vâng. Ma na ti ma ta Vairamani si khao vất hăng samadhi yami. Con xin vâng về điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A din na đai na Vairamani si khao vất hăng samadhi yami. Con xin vâng về điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Tạo mê Sumichacara Vairamani Sikha Vanang Samadhi Yami. Con xin mang về điều học là quy tánh xa sự tà hạnh. Avada Vairamani Sikha Vanang Samadhi Yami. Con xin mang về điều học là quy tánh xa sự nói dối. Sura me ra yamai cha pa mai da tha na Vairamani Sikha Vanang Samadhi Yami. Con xin mang về điều học là quy tánh xa sự uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta vê ra ma ni sít kha ma đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A din na đa na vê ra ma ni sít kha ma đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamat Chappama Tathana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani Pancha Sikha Padhani Satungkatwa Ngapamadena Nichakalang Samarakitam. Chư Phật tử sau khi thọ trì tâm quy và ngũ giới này tâm bảo rồi phải ráng quan giữ hành theo cho được trong sạch đừng hơi dễ vui. A ma phàn tê và xin vâng. Sile na sugatin yonti, sile na phokasambadhan, sile na niputin yonti tasmai, silang vị số thác dê. Đại chúng sanh đi sanh về qua trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy tài sản, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhầm niết bàn, cũng nhờ dị giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thủ sa thủ lành thai Uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa mạng sâm và Uttamang bút thể vô Khali tổ đồ sô bút thô khamatu tăng ma mạng
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứu xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. U ta mang ghề na quanh đề hằng thăm mạnh cho đô quy thằng qua rằng thăm mẹ vô ca li tô đô sô thăm mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là Phật học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cứu sinh pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đề hằng sang khanh cha đu vi đốt ta mang sang kề vô ca li tô đô sô sang cô ca ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin nhân bích cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng kiếm con. Sirat minh me bút thất sê thô sa rê bô tô chá đá khí nê vá mạng kê mô ká la nô phô ra tô bê đá ká tê yang bạch chí mê mạ rô Ina sawa jaton disa samanta loka bala chinda dewa sapramaka ete sangha nupawe na sambe faya ubandawa aneka antaraya pivina santu ase sato so antaranto sukito guruna ho punta sasane arogo sukito ho isaha sabbe hinyati pim Santalanta subita varuna bunta sajane aroga subita hoita sampe nyati pite antalanta subita varuna bunta sajane aroga subita hoita sampe hệ nhà tị tinh cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai. Ca sát tha chấp phum mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn thúng chi rằng rạc khan tu sa sa năng a ca sát tha chấp phum mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn thúng chi rằng rạc khan tu nô ga ru a ca sát tha chấp phum mát tha Đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng rập cạnh tu nhà ta vô a ca sát tha chấp phung mát tha Đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng rập cạnh tu và ni nô a ca sát tha chấp phung mát tha Đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi rằng rạc khan tu nô sa đà chữ tiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự có thọ nhiều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyển thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thủ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh dân kinh chi cú sa la cấm măng cách tắp bằng thi ri dân ma ma kha dê na quá cha ma na sa ti đa sê su tăng ca tăng dê sạch ta sanh nhi nô ạch thi dê sạch cha sạch ta a sanh nhi nô ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sập bề pha ghi pha quan tu tây dễ tăng ca tăng su quý đi tăng đinh năng quân nhã pha lăng a già dê cha ta ta na cha nan thi đề hoa ganh toa ni quê đa dùm
sắp bê lô cầm hi dê sát ta chỉ quan ta hà ra hê thú ca ma nhuôn năng phô cha năng sắp bê la phàn tô ma ma chê ta sa tí. Phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành nhau nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hậu mặt ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý uống dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin đâu vượt bảo cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thọ à lòng. Y đăng quá ta mê buồn nhăn a sa quắc ca già quá ăn hô túc. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch tầm đây hãy là một duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngành nơi tâm. Dạ con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Dạ con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con thỉnh chư thiên lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ bây giờ thời gian cũng nhiều phải lẽ, con xin dâng mít cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Thầm Mai Nhã, Nam mô Sang Khai Nhã. Thực hiện cái lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý phụ tu nữ. Xin chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu chư thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 219. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo. Ratanatayasavandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokuttamo Sapparo Hichetako Lokasasata Janadhammapo Vido Vanda Mahantang Narapu Janayakan. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, nhân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yá tá sá sá thú nô lô ca nam mân thá sá vi na ká rô cô sá pa nhu bô thá pa tí tu tí san nhá tô văn đà ma hành tăng ná ra phu. Cha này giá tăng pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai phá sáng vẹt mà vô minh phá tan lâm lạc lũng sinh đầy dẫn Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Phật quang đáng cho công chúng nhân dân cũng dự. Sang khu số thô thu các tá sa sa quốc cô sách khà chú ca mô quốc tá thầm mát sách khá cô niên đà bất sang tà bí á nà đà rô quá rô văn đà mơ hành tăng nà ra phù. Cha này giác tăng, tăng bảo thanh văn Phật đà, tam hộp môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đảng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát thế giá tê chê nát sức khà mê ê tu vã thá năng tá sa phi a nú phá vê nát sá hạ sá dê nát sá chạy tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Nhã. Phần tán dương tăng đức tam bảo đã xong. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 219
19. À, chúng tôi mong quý vị hoan hỷ, tùy hỷ cái phần phước mà ngày hôm qua tại chùa Ngọc Đạt đã cử hành lễ dân y tác thiên hạ và đã thành tựu một cách tốt đẹp. Đó cũng là do cái phước duyên mà thí chủ cũng như chư Phật tử kẻ công người của, và trong đó có trong gương của chúng ta một số các vị đã hùng phước, và do nhiều bàn tay đóng góp mà cuộc lễ được thành tựu một cách viên mãn. Chúng tôi rất là hoan hỷ và xin chia phước đồng đều đến quý vị trong đạo tràng. Mong quý vị hãy tùy hỷ cái phần phước mà quý vị đã tạo, xa thủ tri ân quý vị rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 219. Chi rắp bá hoa sinh puri sang. Chi rắp bá hoa sinh puri sang. Chi rắp bá hoa sinh puri sang. Câu đầu tiên chúng ta thấy có hai từ. Chi rắp bá hoa sinh. Chi ra pa hoa sinh ở đây do hai từ cộng lại, chữ chi ra và pa hoa sinh. Chi ra đây là một tỉnh từ có nghĩa là bền vững lâu dài, thường còn ha. Chi ra rồi pa hoa sinh do cái từ pa hoa si. Pa hoa si do cái động từ wasati. Wasati cái động từ này có nghĩa là sống. Vậy thì pawasi ở đây nó là một danh tính từ nam tính, ý nghĩa là việc đi xa nhà, ly hương. Việc đi xa nhà, ly hương. Nhưng mà pawasi ở đây được chia theo đối cách số ít, đối với giáo vị phát tí ê cao quá trình á, cho nên pa hoa si biến thành pa hoa sinh. Pa hoa sinh. Vậy thì chi rắp pa hoa sinh có nghĩa là có cuộc sống ly hương lâu ngày, có cuộc sống ly hương xa ngày. Rồi Purisang, cái từ thứ hai. Purisang do từ Purisa. Purisa là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và Purisa này được chia theo đối cách số ít, đối tỷ giao vị phát tí e cao quá trình á, cho nên Purisa biến thành Purisang, có nghĩa là người đàn ông, hay còn gọi là nam nhân. Nam nhân hay là người đàn ông. Vậy thì cái câu số 1 chi rắp pa hoa sinh puri sang, người đàn ông sống ly hương xa ngại. Người đàn ông sống lâu ngày tha phương. Rồi câu số 2. Đù ra tổ sốt thị mà gã tăng. Đù ra tổ sốt thì mà gia tăng. Đù ra tổ số thì mà gia tăng. Câu số 2 chúng ta cũng thấy có hai từ. Đù ra tổ là một, số thì mà gia tăng là hai. Đù ra tổ đây là một trạng từ,
Và tràng từ này có ý nghĩa là từ đằng xa, từ phương xa, từ đằng xa, từ phương xa. Rồi, Sotima Gatang, Sotima Gatang, do hai từ. Chữ Sotin cộng với Agatang, Sotin cộng với Agatang, và nó biến thành Sotima Gatang. Vậy thì Sotin, nó là một danh từ nữ tính. Soti, Soti là một danh từ nữ tính. Nhưng mà ý cơ văn ta ít thì linh gá, nhưng nó chia theo đôi các chuỗi. Soti biến thành Sotin Dutiya Vipati Ekavajana, có nghĩa là sự an toàn. Sotin là sự an toàn. Và Agatang, Agatang đây là một quá khứ phân từ của động từ Gacchati. Gacchati, Agatang có nghĩa là đã trở về. Agatang là đã trở về. Vậy thì cái câu này có nghĩa gì? Đô ra tô sốt thi thi sốt thi mà gia tăng. Đô số 2 có nghĩa là đã trở về an toàn từ phương xa. Đã trở về an toàn từ phương xa. Rồi, như vậy là bây giờ chúng ta đến câu số 3 ha. Câu số 3. Nhà Timita Suhaccha cha. Nhà Timita Suhaccha cha. Nhà Timita Suhaccha cha. Câu số 3, chúng ta có 3 từ. Nhà Timita là 1, Suhaccha là 2, và cha là 3. Nhà Timita do 2 từ cộng lại. Nhà Ti và Mita. Nhà Ti nó là một danh từ nam tính, ý của Lanh Tháp Phung Linh Gá, có nghĩa là thân bằng quyến thuộc. Nhà Tí là thân bằng quyến thuộc. Và chữ Mita do cái từ Mita. Mita là một danh từ nam tính, Akran Pháp Phung Linh Gá. Mita là bạn bè. Bạn bè. Vậy thì chữ Mita này nó được chia theo chủ cách số nhiều. Bathama Bahu Vachana Vipatti. Cho nên Mita biến thành Mita. Nhà thì Mita có nghĩa là thân bằng quyến thuộc, hay là bà con với bạn bè. Bà con và bạn bè. Rồi, chữ Suhaccha. Suhaccha. Suhaccha do cái từ Suhaccha, nó là một danh từ nam tính, Akranta Phumringa. Và Suhaccha được chia theo chủ cách số nhiều, Bathama Bahu Vachana Vipatti. Cho nên nó biến thành Suhaccha. Suhaccha có nghĩa là người quen hay là xóm giềng. Người quen hay xóm giềng.
Rồi, chị cha, cái này quý vị biết hết rồi, còn thắc mắc gì nữa, chưa có nói ý nghĩa gì, cũng đã chát lên ý nghĩa rồi, cha là và. Vậy thì câu số 3 này, nhà tí mít ta xuống hát cha, cha. À, quý vị có ý nghĩa rồi gì nữa. À, thân quyến bạn bè và người quen. Thân quyến bạn bè và người quen. Ý nghĩa câu số 3. Rồi, bây giờ câu cúng cùi, quên câu cuối cùng nha. Api nan dan ti a ga tang, api nan dan ti a ga tang, api nan dan ti a ga tang. À, cái động từ api nan dan ti, cái tăng ngữ của động từ này là chữ nan đa ti, do cái động từ nan đa ti có nghĩa là nồng hậu, thỏa thích, quan hỷ. Apinan đan tí số nhiều, ý nghĩa là đón mừng nồng hậu, đón mừng nồng hậu. Đón mừng nồng hậu. Rồi Agatang ở trên chúng ta đã có, do động từ rất là tí, có nghĩa là đã trở về. Agatang, đón mừng nồng hậu, đã trở về. Câu số 4. Đã trở về đón mừng nồng hậu, hay là đón mừng nồng hậu đã trở về, đó là ý nghĩa câu số 4. Câu Phật ngôn 219. Sau khi ý nghĩa được vận xong, chúng ta đã có một khái lược câu Phật ngôn này. Khi người có một cuộc sống ly hương lâu ngày, đã trở về an toàn từ phương xa, thân quyến bạn bè và người quen đón mừng nồng hậu người đã trở về. Khi người có cuộc sống ly hương lâu ngày, đã trở về an toàn từ phương xa, thân bằng quyến thuộc và người quen đón mừng nồng hậu người đã trở về. Đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 219. Lâu ngày làm khách đi hương, an toàn trở lại, hỏi đường về thăm bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè quan hỷ thôn lân đón chào. Lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại, hỏi đường về thăm bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè quan hỷ thôn lân đón chào. Đó là lỗi dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu với lối thơ Ngũ Ngôn, khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Trong cái nghĩa từ vựng này, quý vị có thấy chỗ nào rắc rối? Alo. Chỗ nào rắc rối hỏi nha. Alo, có nào rắc rối không?
Thôi bây giờ chúng ta đi vào bài học bằng cách tìm hiểu trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được ổn định ha. Chirapawa sin purisang, Chirapawa sin purisang, Chirapawa sin purisang. Câu đầu tiên, quý vị cho chúng tôi biết câu này có bao nhiêu âm từ. Hello, Sik Kim, Sik Mita, Sik Nhật Quỳnh, còn ai nữa? Mới có 3 người hả? Đạo tràng tới 13 người mà mới có 3 người đại diện cùng 10 người ngồi im ru à? Sik Dung Nguyễn nè, xà thủ. Sik Kim Bằng Giang nè, tới 2 lần luôn. Ai như vậy câu này có 8 âm từ, chi là 1, lóc là 2, ba là 3, qua là 4, sinh là 5, pu là 6, rí là 7 và sân là 8. Đó gọi là 8 âm từ ha, chứ không phải 8 chữ ha. Rồi, với cái câu 8 từ thế này thì chúng ta biết trong đó có tất cả là bao nhiêu đoạn âm. Bao nhiêu đoạn âm, Sik Nhật Quỳnh, Sik Kim, Sik Meta, nó 4 đoạn âm. 4 đoạn âm đó là gì? Chi là 1, 3 là 2, Phú là 3, Rí là 4. Chính xác, có 4 đoạn âm. Vậy thì câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có 3 loại trường âm. Vậy thì bây giờ chúng ta chia chẽ để tìm ra từng loại trường âm một. Bao nhiêu trường âm thông thường bà con ơi? Bao nhiêu trường âm thông thường? Wow, chỉ có một trường âm thông thường, đó chính là chữ hoa ha. Chữ hoa là một trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Có 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ sinh và chữ xăng là 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi, còn một loại trường âm nhắn nữa có bao nhiêu? Còn 1. Sao ai cũng biết hết trơn vậy? Ai cũng biết hết trơn vậy nè. Vậy học gì nữa? Giỏi quá rồi, học gì nữa? Và bây giờ mời Sik Dung Nguyễn ha. Chúc Sik Dung Nguyễn chắc là cuối cùng người ta chắc bắt chước quá. Copy chưa chắc là đã giỏi. Thôi mời Sik Dung Nguyễn lên phân tích lại câu số 1. Alo, Sik Dung Nguyễn ơi. Câu số 1. Bắt chước người ta sao giỏi quá. Bây giờ lên phân tích mà đúng á là chứng tỏ mình không bắt chước. Alo, mời Sik Dung Nguyễn phân tích lại câu số 1. Alo, alo, bây giờ, dạ, có gì? Có bài rồi hả? Bài gì lên phân tích đúng thì mới là hay, chứ còn bây giờ mà coi như bất chước người ta đúng hết. Bây giờ nó mời lên mà không thấy lên. Đưa tay chưa? Có bàn tay hả? Ồ, sao cái máy bây giờ không thấy ta? Rồi, mời Sik Dung Nguyễn. Dạ, con kính lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ông pháp, ông đức tăng. Con kính lĩnh lễ ngài chí đức cùng các chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính chào quý cô tu nữ. Con xin cảm ơn cô Mít Ta đã cô Kim cho con biết tín hiệu, và con cảm ơn cô Nhật Bùa đã bút lên cho con cái câu số 1. Dạ, con xin phân tích câu số 1 ạ. Chichapa wa asim burisang, Chichapa wa asim burisang, Chichapa wa asim burisang. Dạ, chích là đoạn âm,
Rác là trường âm nhấn, Bá là đoạn âm, Qua là trường âm thông thường, Sinh là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, Bú là đoạn âm, Rí là đoạn âm, và Săn là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Và câu số 1 này thì có 4 đoạn âm, có 3 loại trường âm, đó là 1 trường âm thông thường, 2 trường âm, hai trường âm đọc theo dòng nguyên âm và một trường âm nhấn ạ. Dạ con đã phân tích. Dạ con kính xin ngài sửa giúp cho con ạ. Con xin nhận dâng nít lại cho ngài. Sa thủ sử dụng nguyện. Nhờ có coi như là cái gì ta, không có chim kêu vượn hú ha, không có những con chim nó quấy rầy, và hôm nay sư Dung Nguyễn coi như tuyệt vời, không có chỗ nào sai hết. Như vậy chứng tỏ đâu bất chước ai đâu ha, thực tài giỏi. Sa thủ sư Dung Nguyễn chi ra phổ qua xin phú lị sân, không có chỗ nào sai hết, đúng hoàn toàn. Chị Kim tặng quá nhiều nè, rồi xích mấy ta, xích Nhật Quỳnh, còn gì để mà đó. Rồi, chúng ta qua câu số 2. Câu số 2, Đù ra tổ sốt thi mà ra tầng, Đù ra tổ sốt thi mà ra tầng, Đù ra tổ sốt thi mài ra tầng. Cái câu này bây giờ nếu mà phân tích xong, mình nhờ người ta lên phân tích thì như vậy không chứng tỏ thực tài ha. Thực tài là đừng ai phân tích gì hết á, tự mình phân tích để biết đúng sai, cái đó mới là giỏi, phải không? Xích Hành Dung. Alo, xin mời Xích Hành Dung câu số 2. Bây giờ thấy bàn tay này, khi nãy đâu thấy đâu, vậy mà dám nói máy này mới dỗm, mới xịn nó nghe. Mời Xích Hành Dung. Dạ Nam Mô Bích Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép phân tích câu số 2. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài cho con. Câu số 2 trong câu Pháp Cú Kinh 219. Durato sotima gatang. Durato sotima gatang. Và du là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sot là trường âm nhấn, thí là trường âm, thí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Durato sotima gatang. Và trong câu này có trường âm thông thường là du, ma, tô. Và trường âm nhấn là sot. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là tăng. Và còn lại là đoạn âm. Và con đã phân tích xong ạ. Và nếu có sai xin sư sửa cho con. Dạ con xin phép xuống mất ạ. Alo, Thích Hình Dung phân tích như vậy không biết đúng hay là sai, mà Thích Nhật Quỳnh tặng có 3 cành hoa, Thích Meta cũng có 3 cành hoa, còn Thích Kim sao mà bông hoa đâu nhiều vậy không biết nữa. Chắc ăn trộm ở đâu ha, cho nên quơ vậy nhiều quá, không biết làm gì, tặng lên cho ai ha. Câu số 2, Đô
Durato Sotima Gatan. À, xin hình dung phân tích xong. Đúng sai không biết, nhưng mà tặng hoa nhiều quá. Bây giờ xin mời Sích Duyên 319 phân tích lại câu số 2, coi có giống như Sích Hành Dung hay không, hay là nhiều khi phân tích còn hay hơn Sích Hành Dung nữa. Rồi mời Sích Duyên 319. Alo, hay là thấy câu này khó quá không dám đưa tay. Sích Hành Duyên có chiếc máy không? Dám thấy câu này khó quá cho nên mất cỡ đưa tay lên phân tích sai à, hoặc là nhiều khi phân tích coi như là hay hơn Sích Hành Dung nữa cho nên ngại không dám đưa tay. Mời Sích Duyên 319. Một người phân tích à, thì nghe không biết đúng hay là sai, nhưng mà thêm một người thứ hai nữa thì mới chắc ăn hơn. Mời Sích Duyên. Alo, mất cỡ gì mà không chịu lệ dùm à, lớn tuổi rồi ha, 319 tuổi à, già quá rồi à, cho nên lẩm cẩm chậm chạp đưa tay mà cũng lâu nữa. Không sao, người ta hay nói là chết dở đóng chuồng lâu, cho nên cũng phải từ từ rồi nó mới nhự. Alo, Sĩ Chuyên đâu rồi? Thấy câu này khó quá trốn luôn rồi. Ai không? Alo, Sĩ Thi Lâm ơi, cứu bộ. À, alo, Sĩ Thi Lâm, cứu bộ dùm. Người ta già cả rồi, không có giúp đỡ dùm ha. Sĩ Thi Lâm, Sĩ Thi Lâm có mặt không? Rồi à, vô đây chỉ ủng hộ đạo tràng thôi ha, chứ đưa tay cũng mệt mỏi ha. Cầu cứu mà cũng ngồi im ru à. Sĩ Thi Lâm còn ai nữa à, bây giờ Sích Trăng Thu hay là Trang Thư nè, cứu bồ dùm đi. Alo, Sích Trang Thư thì làm bị gấu được bậy con sư tử, bị sư tử được kẹo lên cây á, kẹo cây á, đu lên ở trên cây á à, sợ quá rồi, thấy khổ rồi, làm gì mà phân tích được câu số 2 này, cho nên thấy không dám đưa tay à, chỉ có Sích Hành Dung là mời mạnh dạn đưa tay liền ha à, rồi Sích Duyên mất cỡ nè, Sích Thi Lâm thì bị sư tử rượt nè. Wow, sống gì mà oan cái để mà thú con còn ghét nữa. Rồi không, câu số 2 này mời hai người không ai đưa tay mà, bởi vì đưa tay làm gì nữa. Sích Nhật Quỳnh, Sích Kim, Sích Meta xác nhận là đúng rồi, còn gì mà nói. Hên xui gì, ta phân tích đúng như vậy mà hên xui gì, tặng bông tặng hoa nhiều như vậy rồi mà còn nó hên xui. Rồi Sa Thủ Sích Hành Dung rất là tuyệt vời, câu số 2 phân tích không có gì sai hết. Rồi bây giờ sau khi Sích Hành Dung phân tích câu số 2 có đầy đủ 3 loại trường âm, chẳng có khác gì câu số 1. Vậy thì chúng ta ôn lại hai câu này ha, cho nó liên lạc với nhau. Chi rắc pa hòa xin pu ri sẵn đù ra tổ sốt khi mà ra tầng. Chi rắc pa hòa xin pu ri sẵn đù ra tổ sốt khi mà ra tầng. À, như vậy câu thứ nhất, câu thứ nhì xong ha. Quý vị thấy có gì rắc rối? Chắc chắn là không. Mời phân tích đúng quá, còn chi nữa mà rắc rối. Người nào mà đưa tay lên đó chính là người rắc rối. Quý vị đúng rồi.
Bây giờ qua câu số 3. Nhà ti mít tà su hát chà chà. Nhà ti mít tà su hát chà chà. Nhà ti mít tà su hát chà chà. Câu số 3 này, quý vị thấy có bao nhiêu trường âm nhẫn? Trường âm nhẫn có bao nhiêu? Chích kim, chích meta, chích nhật quần, chích hình dung. Nó là có hai trường âm nhẫn, đó chính là chữ mic và chữ hát. Chữ mic và chữ hát là hai trường âm nhẫn. Bao nhiêu đoạn âm? Bao nhiêu đoạn âm? Ba đoạn âm có ba ha. Đó là chữ tí nè ha, chữ xú nè ha, chữ cha. Chữ tí, chữ xú và chữ cha, đó là ba đoạn âm. Xà tu, xích nhật quyền, xích kim, xích mê ta, xích dung nguyễn, xích hành dung. Ủa, mà sao đoạn âm cho nhiều người biết như thế này nè? Rồi, bây giờ hỏi thêm một trường âm nè. Trường âm thông thường có được bao nhiêu? À, trường âm thông thường chỉ có ba người biết, à, năm luôn. Đó chính là chữ nha, chữ ta và chữ cha. Ba trường âm thông thường. Rồi, bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? À, câu số 3 là câu không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Chỉ có trường âm nhấn và trường âm thông thường. Trường âm thông thường thì có 3 ha, trường âm nhấn có 2. Rồi. Như vậy câu số 3 này có ai thắc mắc? Không có ai thắc mắc gì hết, kinh cô à. Vậy thì qua câu thứ 4. Chuyện dễ quá mà. À, thông suốt thì chúng ta qua câu số 4. Câu số 4 sau này. Câu số 4, Abhinandan ti a ga tăng, Abhinandan ti a ga tăng, Abhinandan ti a ga tăng, Abhinandan ti a ga tăng. Câu số 4 là một câu có bao nhiêu loại trường âm? Vâng, quý vị trẻ chút. À, quý vị chờ chút ha, để đi ra mở cửa đã chứ. À, có mấy vị ở trong chùa đi dự lễ, cho nên phải qua ra mở cửa, xin lỗi nha. Alo, 123, 123. À, nghe lại. Đó, rồi, câu số 4. Abhinandan ti a ga tăng, Abhinandan ti a ga tăng. Câu cuối cùng, lời gặp huynh đạo huynh vô cũng là cuối cùng. Rồi, huynh đạo huynh ơi, câu số 4 phần tư làm sao? Mời bàn tay của huynh đạo huynh, câu này khó quá, cho nên phải nhờ huynh đạo huynh giải quyết giùm. Alo, câu số 4, huynh đạo huynh, xà thủ.
Dạ, con đạo huynh xin cảm ơn sư. Dạ, con trước hết con xin đảnh lễ Tam Bảo ân đức Phật, ân đức Pháp, đức Tăng. Dạ, kính lễ sư Trí Đức. Chào các kính chào cô tu nữ, các anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con mới vô room cái em sư kêu con liền. Dạ, con cũng dám từ chối. Dạ, vừa rồi con có thấy trong Facebook á. Thấy hình của sư, bây giờ nghe tiếng, bây giờ gặp mặt rồi. Tức là ban mà nay đặc biệt là được lão trang Đức có tăng tướng rất đẹp, rất đẹp. Phật pháp kêu là và danh từ Phật kêu là tăng tướng tịnh hảo tịnh quang. Dạ, đạo huynh mà có tăng tướng như sư là chắc chắn là sẽ quy y liền, bỏ cái chức lãng tử giang hồ. Dạ. Dạ con xin đọc. Dạ con cũng dạ chọc đạo tràng cho vui thôi. Dạ, nhưng mà cũng thiệt chứ mấy lắm không chọc đâu. Dạ, thật là rất là thiệt. Dạ, dạ con xin đọc câu pháp cú câu số 4. Dạ, phân tích. Dạ quên, xin lỗi sư. A phi năng a đành tí a gá tăng a phi năng đành tí a gá tăng. Dạ, chữ á là đoạn âm, phí là cũng là đoạn âm, năng là trường âm thông thường, chữ đăng là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm, chữ a là trường âm, chữ gá là đoạn âm, và tử tăng là trường âm nhấn. Dạ, sư Trí Đức 71 tuổi mà có sợi tóc bạc đúng không? Dạ, sư tu quá hay. Dạ, rất trẻ sư. Dạ, mới nhìn sư là con tưởng 50 chứ không tới 71 đâu. Dạ, cảm ơn sư Kim. Dạ, con đã phân tích xong thưa sư. Dạ, và con xin nếu mà con phân tích có sai sót xin sư chỉ giáo dùm. Dạ, một lần nữa đạo huynh kính chào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Thầy. Dạ, alo alo, con mặc đặt tên cho bà già huynh đạo huynh mà vô rung này không mời lên á thì nói ô ông sư Trí Đức khi dễ à. Nhưng mà huynh đạo huynh nên cầm micro là bắt đầu nịnh rồi à, chính cái nịnh đó mà thấy phân tích cái câu này có vấn đề khổ đế thiệt. Phải đừng có nịnh đi, chú tâm vô thì phân tích đúng. Phân tích làm sao mà để Sĩ Kim nói chiếc chắc rồi kìa, thấy không? Rồi chết như thế nào để Sĩ Kim chỉ cho huynh đạo huynh biết cái chỗ chết đó. Mời Sĩ Kim phân tích câu số 4. Alo, bàn tay đâu rồi? Thấy rồi. Con xin kính chào sư Trí Đức. Hồi nãy con thấy có một ông sư nào tên Thiện Nguyễn Nguyên vậy đó, Thiện Nguyên vậy đó, mà giờ biến mất rồi. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư mà nếu có và các cô tu nữ và quý Phật tử. Thật ra lúc mà huynh đạo huynh nó lên nói đó, con mắt đánh vô, con chỉ nghe được chữ cuối, ổng nói chữ tăng là chừng âm nhắn, con nói ông chắc chắc rồi. Chừng tăng là chừng ông đọc theo giọng nguyên âm, ông nói chừng âm nhắn, hình như con nghe vậy không biết cái đúng không nữa. Thầy để con phân tích lại, con không nghe hết nguyên câu. Con thấy ổng thông minh mà, ổng giỏi mà, không cần nghe lo đánh. Tại ổng nói thấy dung nhan sư giờ từ tăng tướng tăng dĩa tốt quá. Con nghe sư nói sư không bao giờ có một sự tóc bạc nào hết. Trời ơi, con thấy mấy cái người mà con lên Google cũng sợ, có một số người ở một cái chỗ mà ở bên cái vùng mà trên Thi Mã, Lạc Sơn, Mỹ Dùng mà dân phố có một số dân tới 100 tuổi luôn, cái nó do cái di chuyện nó không có một số tóc bạc nữa sư ơi. Thôi con phân tích thì để sư la, con nhiều chuyện mới nhọn. Còn phân tích câu cúng cùi hoặc câu cuối cùng này á của pháp cú 219. Á là đoạn âm, pí là đoạn âm,
Năng là trường âm nhắn, đanh là trường âm nhắn, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, trong cái câu cuối này nó có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có một chữ là chữ a, trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng có một là chữ tăng, trường âm nhắn có hai là chữ nanh và chữ đanh. Đoạn âm có bốn là á, phí, tí, gá. Cái câu số 4 này á, nó giống hai câu, câu số 1 và câu số 2, nhưng nó khác với câu số 3. Tại câu số 3 nó chỉ có hai loại trường âm thôi. Và nó giống hết 4 câu đó, thì 4 câu trên thì câu nào cũng có 8 âm tự hết. Dạ con xin hết rồi, con xin trả máy rồi. Alo, Huynh Đạo Huynh ơi, nghe Sĩ Kim phân tích. Như vậy Huynh Đạo Huynh thấy chính bản thân mình phân tích và Sĩ Kim phân tích như vậy có chỗ nào nó không giống nhau hay là giống nhau? Cái điểm này mời thêm người nữa để Huynh Đạo Huynh coi như nhìn lại coi thử mình phân tích đúng hay là Sĩ Kim phân tích đúng ha. Alo, cô tu nữ Tuệ Duyên có nghe rõ không? Bây giờ mời cô Tuệ Duyên phân tích câu số 4. Câu này khó quá cho nên tới 3 người phân tích luôn. Alo, chụp micro. Dạ, anh Nam Mô Bất Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, con xin phân tích câu số 4. Áp phím đành, đành tiếp. A gắt tăng. Á là đoạn âm, phí là đoạn âm, năm là trường âm nhấn, đanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, gác là đoạn âm, tăng là trường âm theo giọng nguyên âm. Và đoạn số 4 này có chữ năng đanh là trường âm nhấn, a là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đã phân tích xong và câu này có đầy đủ trường âm theo giọng nguyên âm và trường âm nhấn, trường âm thông thường. Dạ, con xin xuống mất ạ. Alo, qua Sĩ Kim phân tích nè, qua cô tu nữ Tuệ Duyên phân tích nè. Rồi, bây giờ chính bản thân của Huynh Đạo Huynh thấy sự phân tích của Sĩ Kim và cô tu nữ Tuệ Duyên, thì Huynh Đạo Huynh nhận định mình đúng hay là sai? Rồi, mời Huynh Đạo Huynh. Alo, Huynh Đạo Huynh ơi, rồi Huynh nhận định lại mình phân tích sai chỗ nào, đúng chỗ nào, có giống như hai vị kia không ha? Dạ, con xin đảnh lễ sư và rất là cảm ơn sư và kính chào quý vị đang đọc tràng lần nữa. Dạ, dạ, cô tu nữ với lại Sĩ Kim là những bậc trưởng bối này phân tích chắc chắn là đúng rồi thưa sư, con không có thể nào mà cãi được. Hồi nãy là chắc con lộn sớm sát vô room, cái là sư kêu cái là con sớm sát. Dạ, thì chữ năng là đúng là con đọc lộn là trường âm nhấn. Dạ, tại vì chữ N chữ D, còn chữ tăng cuối cùng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, mà con nói lộn, cái tâm là nghĩ đúng nhưng mà cái miệng nói trật. Dạ, 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 con xin tha thú thư. Dạ, và cảm ơn sư chỉ dẫn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ,
Xà thủ, xà thủ. Con tâm dữ quá hả? Đâu phải con tâm dữ quá, lo khen người ta. Lo khen người ta mà quên đi cái tuổi tổ số 4 này. Chữ nanh, chữ đanh là hai trường âm nhấn. Mà lại nói chữ nanh, chữ đanh là trường âm thông thường. Vậy thôi. Còn chiếc kim nó là chữ tăng là trường âm thông thường. À, thì đó, những cái chỗ mà coi như hãy chú ý câu số 4, đừng có chú ý gì về bên Facebook, đẹp xấu gì kể, hắn cũng trước sau cũng chết thôi, đừng có chú ý tới, mà chú ý cái câu số 4 này, mình phân tích làm sao cho nó đúng là như vậy, mình chỉ biết, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, mình học, mình biết mình học thôi, còn chuyện Facebook ha, trâu ơi, thôi, tùm lum tà la. Nhiều khi nó ghép hình nữa chứ không phải là thật đâu. Quý vị đừng có tin. Mắt thấy tai nghe chưa chắc. Mà bây giờ phân tích đúng mới là an toàn. Vậy thì câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong ha, chúng ta sẽ ôn lại cho được liên lạc với nhau. Nhà ti mít ta su hát cha cha phi nằn đần ti à ga tầng. Nhà ti mít ta su hát cha cha a phi nằn đần ti à ga tầng. Nhà ti mít ta su hát cha cha a phi nằn đần ti à ga tầng. Rồi, như vậy chúng ta cũng kết thúc trường âm đoạn âm ha. Bây giờ ôn lại nguyên bài nè. Chi rắc bao hòa xin phu ri sang đù ra tổ số thi mà ra tăng nhà ti mít ta sát cha cha phi nằm đàn ti à ra tăng. Chi rắp ba hòa xin phu ri sang đù ra tổ số thi mà ga tăng nhà ti mít ta su hát cha cha a phi nằm đàn ti à ga tăng. Đó là cách đọc một cách gọi là liên lạc với nhau. Còn bây giờ chúng ta đọc chậm để tập trung tư tưởng ha. Thì chia ra làm hai. Chi rắp bao hòa xin phu ri sang đù ra tổ số thi mà ra tăng nhà ti mít ta su hát cha cha phi nằn đần ti à ra tăng. Chi rắp bao hòa xin phu ri sang đù ra tổ số thi mà ra tăng nhà ti mít ta su hát cha cha phi nằn đần ti à ra tăng. Khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về bà con cùng thân hữu thân hoan đón vào mừng. Rồi bây giờ xin mời bàn tay quý vị phân tích chính xác hay quá thì chắc chắn rằng giọng đọc quý vị cũng hay. Rồi Sĩ Kim là người đưa tay đầu tiên, xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu 219 à. Ôi, không ai nghe hết trơn hả? Hello, hello, có nghe không? Một người. Cô Mít Tà. Ui, ba người. Cảm ơn nha, có cô Hạnh Dung, Dung Nguyễn rồi, cảm ơn. Dạ, con đọc ạ. À. Không ai nghe, con phải chạy ra chạy vô thôi. Chi rắp pa hòa xin phu đi sang đù ra tô xót thi mà gá tăng nhà ti mít tà su hấp cha cha a phi nành đành ti à gá tăng. Chi rắp pa hòa xin phu đi sang đù ra tô xót thi mà gá tăng nhà ti mít tà su hấp cha cha a phi nành đành ti à gá tăng. Chi rắp pa hòa xin phu đi sang đù ra tô xót thi mà gá tăng nhà ti mít
ta su hấp cha cha áp hi nành đành ti à gắt tăng chi rắp pa sinh phu đi sang đù ra tổ xót thi mà gắt tăng nhà ti mít ta su hấp cha cha áp hi nành đành ti à gắt tăng. Để lấy hơi con đọc một lần, một hơi có được không? Chi rắp pa hòa sinh phu đi sang đù ra tổ xót thi mà gắt tăng nhà ti mít ta su hấp cha cha áp hi nành đành ti à gắt tăng. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ui, sư cho ba cái bông rồi là hết sảy rồi, không cần phải sảy sai nữa. Rồi cảm ơn cô Hạnh Dung, cô Mít Tà. Dạ con xin trả mít lại nhường máy cho người khác ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng Chi Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 219. Chirapawa sinburi sang durato sotima gatang nya timitta suhaccha cha afinan dan tia gatang. Chirapawa sinburi sang durato sotima gatang nya timitta suhaccha cha afinan nan dan tia gatang. Dạ con xin phép đọc lại một lần nữa. Chirapawa sinburisang durato sotima gatang nya timitta suhaccha cha afi nandan tia gatang. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Con xin phép xuống mic ạ. Dạ. Alo. Nghe đọc càng im quá không biết nghe. Dạ Nam Mô Bất Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô San Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ con kính tri ân Ngài. Dạ bây giờ con xin đọc Kinh Pháp Cú số 219. Dạ cảm ơn Nhật Huỳnh, Nét Ta, Hạnh Dung đã cho biết cái đó. Vì tôi nghĩ mà Chirapawasin Burisan Durato Sotima Gatam Nhà Timita Suhacha Chakinan Danti Agatam Chirapawa sinh bú rí sang đu ra tổ so thi ma ca tăng nhà ti mít ta su ha cha cha a phi nành đành ti a gạt ca tăng Chirapawa sinh bú rí sang đu ra tổ so thi ma ca tăng nhà ti mít ta su ha cha a phi nành đành ti a gạt tăng. Khách lâu ngày an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng.
Nhập hậu thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chi rắc ba hòa sinh u ri sanh đu ra tô so ki ma ga tăng nhà ti mít ta su ha cha cha a phi nan đành ti a ga tăng. Lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại hỏi đường về thăm bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào. Nhà phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà tự nhiên đã đọc bài xong. Nhà tự nhiên xin xuống mức. Nhà kính mời là chị Mét Ta. Dạ, mô bút thà giá, nam mô thầm ma giá, nam mô sàng khả giá. Con kính lễ Ngài Thị Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài cầu pháp cú 219 ạ. Chirapawa sinh buri sang du rato sotima gatang. Nhà ti mít ta su hát cha cha a phi nan đành ti a ga tăng. Chi rập ba hòa sinh bú ri sang đu ra tô so ti ma ga tăng. Nhà ti mít ta su hát cha cha a phi nan đành ti a ga tăng. Chi rập ba hòa sinh bú ri sang đu ra tô so ti ma ga tăng. Nhà ti mít ta su hát cha cha a phi nành đành tí a ga tăng. Khách lâu ngày lý hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Chi rắp ba hòa sinh bú ri sang đu ra tô so tí ma ga tăng. Nhà tí mít ta su hát cha cha a phi nành đành tí a ga tăng. Lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại hỏi đường về thăm bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả máy lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Dạ cảm ơn cô Tệ Duyên, chị Metta Dung Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và mời bàn tay của Dung Nguyễn, mời bàn tay Huynh Đạo Huynh. Và mời bàn tay quý vị ạ. Dũng Nguyễn ơi, hôm nay có trả bài đặng đi làm không? Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Con kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Ngài Càng Kết, cùng các chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Metta và cô Tự Duyên cho con biết tín hiệu ạ. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Dạ con xin phép đọc kinh Pháp Cú 219.
chi rát bá qua xin bú rí sang đô rát tô số thí mà gá tăng nhà tí mít ta số ha chà chá áp bí năng đăng tí à gá tăng chí ráp bá hoa sinh bú rí sang đô rá tô số thí mà gá tăng nhà tí mít ta số ha chà chá à bí năng đăng tí à gá tà gá tăng chí ra pa qua sinh bú rí sang đô rá tô số thí mà gá tăng nhà tí mít ta số ha chà chá áp biết năng đằng tí ai gác tăng chí rá pá khoa xin bú lý sân rú rá tô sô thí mà gác tăng nhà tí mít tà số ha chà chá áp biết năng đằng tí ai gác tăng khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chí ráp bá hoa xin bú rí sang a rát tô số tí ma giá tăng na tí mít ta số ha cha chá áp bít năng đăng tí a giá tăng. Lâu ngày làm khách ly hương an toàn trở lại hỏi đường về thăm bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ thôn lâm đón chào. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã đọc xong cái câu kinh pháp cú, con kính dâng bích lại cho đạo tràng. Và con có đọc xong thì con xin ngài và quý cô chỉnh sửa giúp cho con ạ. Con xin xuống bích. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con chào hoài không thấy bàn tay ai, con xin trả bài trước và mời đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn mấy vị nữa mà không ai chịu đưa tay. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Chi rap ba hoa xin bu đi sang đồ ra tô so thì ma ga tăng nhà ti mít ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng chi rap ba hoa xin bu đi sang đồ ra tô so thì ma ga tăng nhà ti mít ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng chi rap ba hoa xin bu đi sang đồ ra tô so thì ma ga tăng nhà ti mít ta su hát cha cha a phi nan đan ti a ga tăng khách lâu ngày đi hương an toàn từ xa về bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và đây là bản chiêu ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Chi rap ba hoa xin bu đi sang đồ ra tô so thì ma ga tăng nhà ti mi ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng chi rap ba hoa sen bu đi sang đồ ra tô so thì ma ga tăng nhà ti mi ta su ha cha cha a phi con sai rồi chi rap ba hoa sen bu đi sang đồ ra tô so thì ma ga tăng nhà ti mi ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng lâu ngày làm khách ly hương an toàn trở lại hỏi đường về thăm bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ thông lân đón chào. Và đây là bản chiêu ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư thung đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có sai ngài chỉ dạy lại cho con. Dạ, kính mời bằng tay huynh đạo huynh ạ.
Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con mới tặng hoa cho cô ấy, cô níu con kéo con lên liền. Dạ, cảm ơn cô Bích Ta, cảm ơn cô Tu Nữ cho biết tín hiệu. Dạ, một lần nữa đạo huynh xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào cô Nhật Quỳnh, kính chào cô Bích Ta. Kính chào, kính đảnh lễ cô Tu Nữ, Tu Nữ Tự Duyên. Và quý bà quý cô, kính chào quý bà quý cô và tất cả anh chị trong đầu trang. Dạ, đạo huynh thấy là trong room này toàn cao thủ võ lâm không? Từ cô Nhật Quỳnh đọc rất là suôn sẻ, rồi cô Tu Nữ, rồi mấy vị và đọc rất suôn sẻ. Thành đạo huynh sách xưa kêu là mạnh nam nang địch quần nữ. Dạ, người đàn ông có mạnh mấy cũng không có đánh nổi một đám đàn bà. Dạ. À, đạo huynh xin đọc câu pháp cú 219. Dạ. Xí đắp Siddhapa Vasin Burisandu Rato Sotthin Sotthima Gatang Nhà Timita Suhat Cha Cha Afinan Dan Tia Gatang Siddhapa Vasin Burisandu Rato Sotthin Thi ma ga tăng na nha ti mi ta su hạch cha cha a phi nan đan ti a ga tăng. Dạ, đạo huynh xin kể đi. Dạ, kinh đọc cờ giật quá. Dạ, cô nữ tu nữ cô tự nhiên cô có nói phê bình đạo huynh là đọc nhúng nhồi quá. Dạ, đạo huynh xin kể. Sirabawa sinburi sang durato sot thi magatang nyati mitta suhat cha cha apinandan ti agatang sirabawa sinburi sang Durato sot thi magatang Nyati mita suhat cha cha Afinandan ti agatang. Và Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch như sau: khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và sư Giới Đức đã phổ thơ như sau: lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại hỏi đường về thăm, bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào. Thú thật là đạo huynh thấy mấy câu thơ này rất là nhớ nhà. Dạ, thành thử chắc một ngày sẽ về thăm quê hương. Dạ, Tam Mô Bích Tha Giá. Dạ, xin mừng nhận bích lại cho một vị khác đạo tràng. Alo, alo, 123, 123. Ai, xà thủ. Từ Sích Kim ha, và tới Sích Hạnh Dung, cô Tôn Nữ Tuệ Duyên, Sích Mê Ta, Sích Dung Nguyễn, Sích Nhật Quỳnh và Huynh Đạo Huynh là người mà đọc kinh rồi tới kể ha, ha. Ai cũng đọc kinh hay hết á, chính xác. Và Huynh Đạo Huynh thấy về cái giọng kinh thì cái giọng kể của Huynh Đạo Huynh là hay hơn cái giọng kinh ha. Không sao, kinh kệ miếng sao nội dung của câu Phật ngôn 219 làm cho quý vị nhớ nhà là được rồi. Mục đích của câu Phật ngôn này là chúng ta là những khách tha phương ha, xa nhà, rồi bây giờ học qua kinh này
để chúng ta còn tưởng nhớ đến cái nơi chôn nhau cắt rốn à, như huynh đạo huynh vừa nói à, cái đó là có kết quả rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta kể ha, hết kinh rồi tới kể, mà kể thì chắc chúng tôi cũng đọc giống như huynh đạo huynh thôi à, 4 tức là một câu 8 thì chúng ta chia làm 2 và cứ thế à, chúng ta làm. À, với câu Phật ngôn này thì tương đối dễ kể à, chẳng cần hướng dẫn gì hết, huynh đạo huynh cũng kể được mà. Rồi bây giờ quý vị ta như nghe theo cái giọng của huynh đạo huynh ha, quý vị cũng tặng hoa như vậy là huynh đạo huynh đã kể hay quá rồi. Âm điệu là 44 nha. Rồi bây giờ chúng tôi bất chấp huynh đạo huynh ha, rồi quý vị cứ thế mà làm thì bảo đảm an toàn. Yirapua sin puritan durato sotti mayatan nyati mitta suhacacan afinandanti ayatan. Rồi điện thoại bà con ơi, xin mời quý vị tiếp tục. Dạ Nam mô Bụt Thầy Dạ Nam mô Tham Ma Dạ Nam mô Sa Khai Dạ. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ con kính thi anh này, này nói có điện thoại bà con ơi là có con ở trước máy. Dạ con xin kể bài kinh Pháp Cú số 219 ạ. Chi rắp ba hoa xin bù rì răng đù ra tu xót thì ma gà tàn nhà ti mít ta su ha cha cha su ha cha cha Avinandanti agatam Jirabhava simburisam Duratu sottimagatam Nyatimitta sohachacha Avinandanti agatam Jirabhava simburisam Duratu sottimagatam Nyatimitta suhachacha Avinandanti agatam. Cách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lâu ngày làm khách ly hương an toàn trở lại hỏi đường về thăm, bà con viếng thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào. Nhập phổ thơ này của Hòa Thượng Đức Đức. Dạ hồi nãy giờ thấy nick của Xích Duyên, nhưng mà không biết Xích Duyên có trước máy không, cho con cho tự Duyên xin tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn chị Mít Tà. Xích Duyên có trước máy, kính mời Xích Duyên đọc bài hay kể gì sao mà lên im ru. Bây giờ là giờ ôn kinh Pháp Cú kinh chứ không phải giờ hành thiền. Dạ tùy điên xin xúc hết ạ.
chào đại tràng ạ. Con xin phép kể câu pháp cú 219, rồi xong rồi con xin phép được ra lớp sớm một chút. Dạ con cảm ơn cô Mita, cô tại viên cho con biết tín hiệu. Con cảm ơn đạo huynh ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bố bài. Dạ con xin kể câu pháp cú 209. Chỉ ra ba hoa xin bố đi rằng đủ ra tố số thì mà gó tăng Na ti mít ta su ha cha 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 A ti đăng đăng ti a gá tăng Chi ra ba hoa sinh san sinh bú ri san Đô ra tô sơ ti ma gá tăng Na ti mi ta su ha cha cha A bi đăng đăng ti a gá tăng Chi ra ba qua sinh bù rí sang Đô ra tô sơ ti ma gá tăng Na ti mịn ta sô ha cha cha A bi năng đăng ti a gá tăng Khách lâu ngày ly hương An toàn từ xa về Bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Dạ con đã kể xong rồi ạ. Dạ con còn con đó là lâu ngày làm khách ly hương an toàn trở lại hỏi đường về thăm bà con viếng thụ xa gần bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào. Dạ bản dịch của hòa thượng giới thức. Dạ con xin phép được rời râm sớm một chút. Dạ cuối cùng con kính chúc sức khỏe ngài trí đất. Con kính chúc cùng sức khỏe cô Tệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Chúc đạo tràng một ngày an vui ạ. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ và một lần nữa con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính lễ cô Tư Nữ Tuệ Duyên và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép kệ câu Phật ngôn số 219. Dạ cảm ơn cô Metta, cô Tư Nữ Tuệ Duyên cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Chi ra pa wa sin bu ri sang du ra to so te ma ga tang nya ti mit ta su ha cha cha a fi nan dan ti a ga tang Chi ra pa wa sin bu ri sang du ra to so te ma ga tang nya ti mit ta su ha cha cha Afinandanti agatang. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại hỏi đường về thăm. Bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào. Và đó là phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Giờ con đã kể xong mà. Giờ con kính mời đạo tràng, con xin phép xuống mít ạ. Dạ một lần nữa. Mít thạp. Xin kính đảnh lễ ngài Thi Đức cùng chư tôn đức tăng, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên,
Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin kể câu pháp cú 219 ạ. Chỉ rập ba hoa sinh bù ri sang đô ra tô xót thì ma ga tăng nhà ti mít ta sô hát cha cha hà phi năn đánh thì ma thì a ga tăng chỉ đắp ba hoa sinh bù ri sang đô ra tô xót thi ma ga tăng nhà ti mít ta sô hát cha cha a phi năn đánh tì a ga tăng chỉ đắp ba hoa sinh bù ri sang đô ra tô xót thi ma ra tăng nhà đi mít ta sô hát cha cha a phi năn đánh tì a ga tăng cách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về. Bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại hỏi đường về thăm bà con viếng thuộc xa gần, bạn bè quan hệ thôn lân đón chào. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin trả máy lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú cảm ơn chị Meta. Nam mô Bích Tha giá, dạ, và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Trung Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Cảm ơn chị Meta và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Trị Duyên. Dạ, Thi Lâm ơi, có cầm mít được không? Duyên 319 tuổi có cầm mít được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Nam mô Bích Tha giá. Vậy vậy cô nương có cầm mít được không? Dạ, bữa nay thì Lâm cũng mắc cỡ, Duyên cũng mắc cỡ rồi. Dạ, con xin được kể bài Pháp Luật Kinh số 219 ạ. Dạ, kính cảm ơn Huynh Đạo Huynh. Chi ra ba qua sim bu ri sang đô ra tô sốt thì ma ga tăng nhà ti mắt ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng chi ra qua sim chi ra ba qua sim bu ri sang đô ra tô sốt thì ma ga tăng nhà ti mắt ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng. Khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và đây là bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Chi ra ba qua xem bồ đề sang đô ra tô sốt thì ma ga tăng nhà ti mắt ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng chi ra ba qua xem bồ đề sang đô ra tô sốt thì ma ga tăng nhà ti mắt ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng. Lâu ngày làm khách ly hương an toàn trở lại hỏi đường về thăm bà con viếng thuộc xa gần bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào.
Nam Mô Bụt Tha. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình, kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Quang vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ sư có cầm mic được không bạch sư? Sư có cầm mic được thì sư cho con một tín hiệu để con cung thỉnh sư có thể kệ bài Pháp Cú Kinh số 219 ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ đại đức Pháp Quang. Dạ rồi sư không cầm mic. Dạ bây giờ thì con không còn kêu cứu ai được nữa rồi. Duyên với Thi Lâm là không thấy nhúc nhích rồi. Dạ con tri ân sư. Dạ bây giờ con cung thỉnh ngài Trí Đức à. Dạ ngài nghe điện thoại xong chưa, ngài trở lại máy chưa bạch ngài? Ngài trở lại máy chưa, ngài cho con xin một tín hiệu à. Con không còn thấy vị nào đưa tay cầm mic hết. Dạ ngài có trở lại đào tàng chưa, ngài cho con xin một tín hiệu à. Trời, ngài mất tiêu luôn rồi cậu tự nhiên ơi. Dạ bây giờ đầu tràng tính sao đây? Dạ cô tự nhiên với đạo tràng tính sao đây? Bận việc rồi, lúc này là ngày mùa dân y nên là quý ngài rất là bận, nhà ngày nào cũng sửa soạn đi hết, không đi chùa hết nên là rất là bận. Dạ bây giờ đạo tràng cho ý kiến đi. Dạ câu Pháp Cú Kinh số 219 và 220 cùng là một duyên sự nên là chắc ngài có công việc lại luôn rồi. Dạ giờ đạo tràng cho Nhật Quỳnh ý kiến phải làm sao đây. Chị Meta, cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Kim, Quỳnh Đạo Quỳnh. Dạ quý vị có thể chia sẻ câu Pháp Cú này không? Và hãy cầm mic không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Không thấy tín hiệu hết. Dạ con xuống mic, con để ngài xử lý ạ. Dạ alo alo. Sao không nghĩ cái trầm yên quá. Cái tiếng Nhật Quỳnh ơi. Dạ cảm ơn. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ à, có ngài phát thanh. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ ngài phát thanh vừa vào đạo tràng. Bạch ngài có nghe âm thanh con rõ không ạ? Vì hồi nãy giờ chúng con đã học bài kinh Pháp Cú số 219 mà hiện giờ thì ngài Trí Đức đã bận công việc rồi và ngài mới vào, cho nên là con thỉnh ngài nếu có nghe rõ âm thanh của con thì con kính nhân mít đến ngài Pháp Thanh để ngài sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho chúng con hiểu được là bài kinh Pháp Cú số 19. Dạ alo alo, ngài Pháp Thanh có nghe? Dạ rồi, như vậy là ngài đã nghe âm thanh của con. Dạ bây giờ con kính con thỉnh là ngài cầm mic. Dạ con xin thỉnh mic ạ. Nam bà giá, Nam mô Thâm mà giá, Nam mô Sằng Khai giá. Dạ kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ ngài Trí Đức và kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Mấy ngày nay thì sư cũng hơi mệt, thành ra hồi khuya tới giờ thì cũng có nghe quý vị, nhưng mà theo dõi trên Facebook chứ không có vào room. Rồi thấy bây giờ room cũng đang trong thời kỳ bối rối,
Thôi cũng vô sinh hoạt chút cho vui quý vị quan hỷ. Thì xin nói về cái lời dạy của Đức Phật ở cái câu 219 này về cái duyên sự. Thì có lần sau học 220 thì ngài Đức sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật dùng cái hình ảnh là bà con quyến thuộc là chỉ cho những cái thiện nghiệp, những cái thiện sự, những cái nhân lành mà chúng ta tạo trữ ngay trong đời sống hiện tại. Thì quý vị thấy rằng trong cái đời sống đó, có cái sự chênh lệch nhau, những cái người có địa vị, có tài sản, có quyền thế, những cái người thì cơ cực bần hàn, cô độc không có thân bằng quyến thuộc, thì tất cả nó đều do cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. Nếu mà những chúng sanh nào hiểu biết tạo trữ thật nhiều những cái nhân lành thì sẽ đến những cái cảnh giới tương đối an vui. Nếu được sanh làm người thì có một cái đời sống hanh thông, an lạc. Còn những người mà không, vì không hiểu biết đã tạo nhiều những cái nhân bất thiện thì sẽ rơi vào những cái cảnh giới khổ đau. Và nếu mà sinh ra làm người thì những người này sẽ kém may mắn, sống trong những cái điều kiện không có được tốt đẹp, rồi ít có quyến thuộc thân bằng. Thì ở đây đó quý vị hiểu biết là trong câu số 1, câu số 2 thì các cái nhân lành, những cái điều kiện mà chúng ta tạo trữ những cái nhân thiện tốt đẹp thì nó sẽ theo ta như bóng với hình. Thành ra đó là cái bà con quyến thuộc ở đây là chính những cái phước thiện, những cái nhân lành, những cái tạo trữ công đức phước báo giống như là quyến thuộc của mình. Dù mình đi tái sanh đến bất cứ cảnh giới nào đó thì những cái phước lành này nó cũng sẽ đón chào mình, giống như là bà con thân bằng quyến thuộc. Và cái người lữ khách, người lữ hành chính là cái danh sách thân ngũ quẩn của chúng ta. Thì khi mà chúng ta tái sanh đến cái cảnh giới nào đó thì cái phước báo á nó cũng theo, nó đón chào, nó hỗ trợ, nó giúp đỡ chúng ta, giống như chúng ta gặp được cái thân bằng quyến thuộc. Còn nếu mà chúng ta không biết, chúng ta không học hiểu, chúng ta tạo trữ những cái bất thiện nghiệp, thực hành những cái ác bất thiện pháp thì sẽ rơi vào cảnh giới khổ đau. Rồi tất cả những cái bất thiện nghiệp này đó nó cũng đeo bám, đeo đuổi chúng ta khi mà chúng ta đi đến những cái cảnh giới, nó cũng đeo bám, đeo đuổi để nó cho những cái nhân xấu, những cái chướng nghiệp, nó gây cái sự trở ngại thế này thế khác trong cái đời sống. Cho nên đó, là chúng ta hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái câu này là như vậy. Chúng ta trong đời sống chúng ta cố gắng học, tìm hiểu, rồi phân biệt những cái nào là thiện, những cái nào là bất thiện, những cái nào là thiện lành, thì chúng ta phải nỗ lực thực hành, và những cái nào là bất thiện, những cái ác bất thiện pháp thì chúng ta phải cố gắng
tránh xa, cố gắng diệt trừ, không nó, không có để cho nó phát triển trong nội tâm của chúng ta. Nhờ vậy, nhờ có trí tuệ, nhờ có hiểu biết, thì chúng ta sẽ lần hồi tránh xa những cái ác pháp, và chúng ta nỗ lực thực hành thật những cái thiện pháp. Thì trong cái câu này là Đức Phật nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta về cái trong cái đời sống chúng ta phải có điều kiện thuận tiện, thì chúng ta hãy cố gắng nỗ lực tạo trữ thật nhiều công đức phước báo, dù là cái phước mà nhỏ nhất thì chúng ta cũng không bỏ, nhưng mà những cái ác bất thiện pháp dù là nhỏ nhất chúng ta cũng phải ghê sợ, tránh xa nó như là những cái vật mà dơ bẩn, xú uế, phải phát triển cái lòng tàm, lòng quý, để chúng ta có sự nỗ lực gìn giữ các cái học giới cho được tốt đẹp, rồi chúng ta học tìm hiểu và những cái phương pháp để đem đến dung bồi trí tuệ, dung bồi sự hiểu biết, những cái kiến thức chân chánh, thì nhờ đó cái sự tu tập của chúng ta mỗi ngày sẽ được tiến bộ nhiều hơn. Và thì cũng xin đỡ mic cho đạo tràng và cũng chia sẻ với quý vị đôi điều. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận về cái câu Phật ngôn này. Và kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, và kính chúc quý vị sinh hoạt an vui, nhiều lợi lạc. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa Vũ Lành Thầy, dạ con xin tri ân con thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Pháp Thanh đã từng đi hoan hỷ lên để chia sẻ câu Pháp Cú số 219. Dạ con biết là Ngài Trí Đức có trở lại trước mái chưa, và con kính cung thỉnh Ngài. Dạ hiện của nơi bây giờ Ngài chưa trở lại trước máy thì mình phải làm sao? Thế bây giờ thì để tự nhiên xin cầm mic và cũng xin chia sẻ với đạo tràng qua những lời Ngài Pháp Thanh vừa nói. Thì tự nhiên cũng có một ý nhỏ nhỏ để chia sẻ. Đối với câu 219 này, nó cũng có nhiều và cũng nói thì theo tự nhiên á, cái câu tiếng Việt rất là hay: khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thật ra đó, khi mà khách lâu ngày ly hương á, thì những người này không phải, ví dụ như không phải tự nhiên mà bỏ quê hương, cũng cái điều kiện vì đó cho nên là họ mới ra nước ngoài, rồi xong á, thì bây giờ muốn trở về thăm quê hương á, thì cũng thật ra cũng không phải là dễ. Khi một người đó phải có an định, và trước khi trở về thì cái người này cũng không có bị phạm cái luật vì ở Việt Nam hết. Vì khi mà trở về
mà một người khách như vậy á, là nếu muốn trở về thì cũng phải an toàn thì họ mới trở về quê hương được. Chứ chẳng hạn họ bị phạm về luật. Dạ, Đại Đức Pháp Quang, vì họ phạm những cái luật thì họ không thể trở về quê hương được, dù có muốn cũng không được. Là cái này nói về khách ly hương xa quê. Mình mặc dù mình nhớ quê nhà, mình nhớ miếng thuộc, mình nhớ thân hữu, mình nhớ bà con, nhưng mà mình đã bị vi phạm rồi, không thể về được. Nếu mà mình quay trở về thì có rất nhiều người về đến mai là bị cầm liệt, không thể chạy thoát được. Thì cũng như cái nghiệp của mình phải sống như thế nào để có cái nghiệp lành hiện tại, chứ còn quá khứ thì mình không biết được, quá khứ của mình không biết được. Hiện tại thì mình cứ hiểu được pháp, mình trú vào trong pháp hằng ngày để mình tích lũy những cái thiện pháp dù nhỏ, mình phải tích lũy hằng ngày như vậy. Thì một tháng, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, bảy năm, nó ngày ít, thì dần dần thì nó sẽ vượt được cái nhiều thiện để mình tích lũy. Thì qua câu Phật ngôn, câu hấp cú số 219 này thì con rất là tâm đắc, và con cũng có một ít chia sẻ. Và bây giờ con đã thấy Đại Đức Pháp Quang Sa Thú. Như vậy sư có thể cầm mic được không? Dạ, con kính thỉnh sư cầm mic để chia sẻ với đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức. Nam mô Bồ Tát Giả, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca. Cô tu nữ Tề Duyên chia sẻ quá hay rồi, sư chia sẻ gì nữa đâu. Với lại hôm nay sư cũng bận, tại giờ này sư chuẩn bị đồ để đi trưa về Việt Nam, nên cũng không có thời gian để chia sẻ gì nhiều. Mà cái đề tài này nãy ngày Pháp Thanh ngày cũng nói rồi đó, thì mà cô chia sẻ gì nó cũng hay rồi, nên thôi sư chia sẻ gì nữa đâu. Công việc của sư giờ này cũng sắp xếp á. Này sư hỏi cô Tề Duyên xíu, cô có đi với chùa Viên Tệ không? Vậy sư gửi với cho đạo tràng ha. Minh Đông là ai vậy? Đấy, sư không biết nữa. Ngày hôm qua sư mới nghe cô 12 nghe nói rằng chiều mai của về Phúc Quang đó, mà giờ sư về Phúc Quang rồi sư tính vô lại ở Nguyên Tệ dự lễ đó, mà sợ nó không kịp. Để sư sắp xếp thử, nếu mà kịp thì sư ghé về, còn không kịp thì thôi. Thiện Chính hôm nay là ổn có Thiện Chính hả? Ủa sao? Sao sư nghe nói là gia đình của sư Chí Hạnh mà? Không biết Thiện Chính có hai gia đình của sư Chí Hạnh không, chứ không biết mà sư đó ông nói vậy đó. Thôi thì gửi mấy cho đạo tràng ha, sư sinh hoạt chứ giờ sinh hoạt mà nói chuyện riêng nó cũng kỳ. Nha, sa thú lành thay. Thay mặt đạo tràng kính tri ân Đại Đức Pháp Quang. Mặc dù sư bận công việc nhưng mà sư cũng cố gắng để cầm mic cho chúng con nghe cái âm thanh. Dạ, sư hỏi con có chùa Viên Tuệ thì lúc trước con cũng có đi, nhưng mà lần này thì con bận, lần này con không có đi vì hôm nay là mùng 2.
Ngày mai là con có đi dự lễ ở chùa Tam Bảo, Vĩnh Lộc. Ngày mai là mùng 3. Cho nên là con mai thì con cũng không sinh hoạt được. Cho nên hôm nay cũng có một cái duyên để sinh hoạt với đạo tràng. Dạ không, Huynh Đạo Huynh có chút máy không ạ? Huynh Đạo Huynh cho tự nhiên xin một tín hiệu. Alo, alo. Huynh Đạo máy không? Xích Duyên bây giờ rảnh chưa? Xích Duyên có thể chia sẻ hay là lên đọc bài? Xích Duyên ơi. Alo, alo, bây giờ rảnh chưa? 1, 2, 3, 4... Rồi im ra. Dạ, cảm ơn Nhật Bình. Dạ thì bây giờ chỉ còn có 12 phút nữa thì chúng Mô Phật, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin chào cô Tuệ Duyên, con chào cô Nhật Bình, chào mọi người. Cô, con đang làm mà cô kêu dữ quá. Con phải lên cầm mic đó, là con xin lỗi thằng sám hối, con đang làm. Con xuống mic nha cô. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh và đại đức Pháp Quang. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh té xuống thì thấy cô Tự Duyên cầm mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng để kết thúc buổi học ngày hôm nay bạch ngài. Dạ, con rất là tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã vào đạo tràng chia sẻ bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Con thấy, dạ, con kính nhân Bụt thỉnh ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tam Bảo. Dạ, Nam Mô Sang Khai. Dạ. Xin lỗi quý vị có điện thoại tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, ngày bữa nay ngồi không yên. Dạ, vừa cầm mic là có điện thoại, vừa cầm mic là có điện thoại. Dạ, cảm ơn cô tự nữ Tự Duyên. Minh Tấn ơi, Minh Tấn hay là khu viện Quy Nhơn có cầm mic được không? Có cầm mic được không? Rồi, mời nha. Dạ con kính đảnh lễ ân đức Phật, kính đảnh lễ ân đức Pháp, kính đảnh lễ ân đức Tăng, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, thượng tọa Pháp Thanh, sư Pháp Quang cùng chư tôn đức Tăng, con kính lễ cô tôn nữ Tự Duyên cùng và kính chào đạo tràng. Dạ con xin trả bài câu Phật cú số 219. Chí ráp Bá hòa xin bốn rí sằng đồ ra tổ xót thấy mà gá tàng nhà tí mít tà xấu hết chà chá á phí nàn đàn tí à gá tàng chỉ ráp bá hòa xin bốn rí sằng đồ ra tổ xót thấy mà ga tầng nhà tí mít tà xú hết chà áp phí nàn đàn tí à ga tầng chí ráp bá và xình bú rí sằng đù ra tổ xót thí mà ga tầng nhà tí mít tà xấu hát chà chá áp phí nàn đàn
tí á gát tăng khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Dạ con giải thích với đạo tràng là Minh Tấn á, là máy của bạn con, còn con là Phú Biển, nên là có lúc mà con vào bằng cái nick Minh Tấn. À dạ Minh Tấn là anh Hải á, sư Quang. Dạ con cũng bạch với ngài Đại Đức, bạch với sư Quang, với đạo tràng là con với anh Hải bữa nay kết duyên là vợ chồng rồi, nên là tụi con ở trong nhà thì thỉnh thoảng con xài cái, con vào bằng cái máy của anh Hải, là nên là vì sao mà nét Minh Tấn mà toàn là Phố Biển lên. Dạ con xin hết, con xin gửi máy lại đạo tràng ạ. Trà thu Minh Tấn với Phú Biển, hai cũng là một cũng là hai, không sao hết. Dạ năm mươi bích hai giá. Dạ bây giờ ngài Trí Đức trở lại đạo tràng được chưa ngài? Còn mấy phút nữa con cung thỉnh ngài kết thúc buổi học à, mong rằng ngài cầm bích không bị điện thoại phá nữa. Năm mươi bích hai giá. Dạ ngài có trước máy không ạ? Rồi, vậy là ngài bị nấu cháo điện thoại luôn rồi, không thấy ngài nhúc nhích luôn rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ thấy cười thì duyên chúc Phố Biển Minh Tấn trăm năm hạnh phúc. Nhật Quỳnh mắc cười quá. Dạ dạ Nam Mô Bụt Thà. Dạ 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 con còn mấy phút nữa thì con xin chia sẻ cái câu pháp cú này, tại vì không có ngài trước máy nên con cũng phải cầm mic cho hết giờ. Thật sự là đọc cái câu này đó thì con nhớ lại cái mà 39 người nằm ở trên một chiếc xe đông lạnh, thì con thấy rằng nếu mình mà có phước á thì mình không phải đi vào một cái nơi xa xăm hẻo lánh như vậy, để rồi chưa được cái gì thì mình đã phải ra đi bao nhiêu. Con thấy ở Việt Nam mà mới đầu thì tưởng là người Trung, mà bây giờ thì hình như là người Việt Nam là nhiều hơn chứ không phải là người Trung Quốc, tại vì cả hai làng đều đưa tin là con cái mình đi ngày đó đi qua Anh Quốc, thì thấy mình phải nói là rất là đáng sợ. Cuộc sống này, luân hồi này, mình không biết mình đã tạo cái điều gì. Và mỗi lần mà con nghe những cái tin như vậy, con nghĩ không biết mình tạo cái điều gì, ngày nào mình cũng có thể như những người này, vì miếng cơm manh áo mà mình phải bán mạng mình đi một đến một cái xứ không biết đâu là quê hương, đâu là chợ an toàn, mà mình cũng nhắm mắt ra đi. Đã vậy mượn tiền bằng gì ở Việt Nam, nó cũng nghe bạn bè nói, lúc nó làm ăn cũng bị hơi thất bại, cái nó nghe bạn bè nói là đi Liên Xô làm thợ may, mà trước khi đi Liên Xô là phải đóng bao nhiêu triệu đó. Thì nó điện nó hỏi mượn tiền con và em con ở bên này, thì ở bên này con đã biết những cái chuyện đó rồi, con nói con ơi con làm ơn con đứng lại, con làm lại, bắt đầu làm từ đầu lại ở Việt Nam. Con còn những đứa con gái, con không thể bỏ nhà ra đi hy sinh để mà lo cho chồng cho con, mà không chắc gì lo được đâu. Qua đây á, là gì nghe á, là nó sẽ bán mình luôn, rồi khỏi về Việt Nam luôn nha con. Lúc đó là bỏ chồng bỏ con thì nó rất là trách hờn, giống như nói tại sao
nó chỉ mượn ít tiền để cho nó lo cuộc sống nó, mình làm gì mình không có cho nó mượn này kia. Nhưng mà nhờ vậy thì bây giờ gia đình nó đã yên ổn, nó cũng đã đứng lên được, là những đứa con gái cũng đã tập gia đình. Không biết bây giờ nó có biết ơn mình không thì không biết, nhưng mà không sao. Dạ, may mắn là mình cũng chỉ dạy đó được. Ở ngoài này mình nhìn thấy được những cái điều mà những người ở Việt Nam họ hay là nói họ vẽ một cái bánh vẽ rất là lớn để cho họ bỏ túi trước. Khó khăn như vậy, người ta những nỗi khổ người ta cũng không có dám về nói với gia đình đâu. Gửi tiền về thì gửi mà nước mắt vô lòng, mà người ta ở Việt Nam thì không hề biết, chỉ thấy có tiền Việt kiều gửi về thôi, nhưng mà rất là đã cay đắng. Nên là thấy cái câu này, khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, rất là khó. Dạ, rất là khó an toàn từ xa về, chỉ trừ mình có phước thôi. Mình mà thiếu phước một cái rồi thì đủ thứ chuyện hết, không thể nói ra. Nghe Nhật Bình coi trong cái Facebook mà chuyện người Rôm ở bên Anh Quốc là những người Việt Nam qua để tìm lối sống, rồi vào những trại cần sa, những trại trồng cần sa đó, rồi nó ép nó ở trong đó, rồi cũng có tiền vậy nhưng mà cuộc sống rất là cực khổ mà rất là khủng khiếp. Nên nhiều khi ở Việt Nam mình thiếu thông tin, không nghe được những cái chuyện như cứ nghe nói là đóng mấy chục triệu nhiêu đó rồi đi qua đây là làm có tiền gửi về, nên phải đi cầm nhà cầm cửa này kia, nên thật sự là khổ. Nhưng mà Nhật Bình nghĩ đi nghĩ lại cũng do mình thiếu phước mình mới tin được những người đó. Còn nếu mà mình có phước thì tự nhiên con mắt mình nó sáng ra, nó không dễ tin. Mà mình thiếu phước thì rất là dễ tin. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con thấy còn một phút thôi. Dạ, Ngài có trở lại đạo tràng chưa bạch Ngài? Ngài có trở lại đạo tràng chưa, cho con một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là Ngài cũng không có trở lại đạo tràng rồi. Bởi quanh đi quẩn lại thì chỉ có phước, phải không cô Tệ Duyên? Chỉ có phước mới được hỗ trợ mình thôi. Đạo tràng có đồng ý Ngọc Bình không? Mà thiếu phước, mình thấy người ta mình nói gặp túi là không có gì đâu. Nhưng mà không đâu, mình mà thiếu phước rồi mắt mình mờ, tai mình điếc. Dạ, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Vì mình có thiếu phước mình mới không nhìn ra được chuyện đó. Còn nếu mình có phước hỗ trợ mình thì mình sẽ thấy được cái điều gì người ta gạt mình. Còn mình thiếu phước thì thôi, mắt mình mờ, tai mình điếc. Thành ra chỉ mong tất cả chúng ta đã được vào trong những cái room học pháp như vậy, mong rằng có đủ duyên để nhìn thấy sự thật. Nếu người nhà mình có những ai đó người ta mà thiếu phước, người ta tin những cái điều làm đem tiền về Việt Nam thì mình nói mà người khác nghe được là một điều rất tốt. Nhà Nhật Quỳnh mong rằng chúng ta đủ duyên vào đây học pháp thì mong rằng mình đủ duyên nhìn thấy sự thật. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con thấy Ngài bận rồi, Ngài không trở lại máy rồi. Dạ, con xin buổi học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình hồi hướng và bước mà chúng ta đã tạo được trong ngày hôm nay do học pháp, thính pháp, kể kinh, đọc kinh. Chúng con thành tâm dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với tất cả chư thiên hậu trì chánh pháp. Cầu mong quý Ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rôm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Viên Giác, chư thiên Bình Thất,
thiện hữu, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giáo. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni ba na sa mát cha yô hô tu. Y đăng quân nhân ni ba na sa mát cha yô hô tu. Y đăng quân nhân ni ba na sa mát cha yô hô tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui.